Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Suzuki ZX-R600 nâng cấp ấn tượng phong cách hắc ám. Cái chiếc Suzuki ZX-R600 là cái chiếc sport từng vang dội phân khúc tầm trung của Nhật Bản, được xem là bước tiên phong hệ ZX-R1000 hiện nay. Mặc dù cũ kỹ theo năm tháng, nhưng một số đội đua vẫn có dùng để thử nghiệm. Và trong cái bản đồ hôm nay, cái chiếc ZX-R600 được thể hiện phong cách đường đua với fairing full carbon và nhiều chi tiết đậm cái chất thể thao. Dù không có biến bằng hai thủ là Honda ZR600 RR và Yamaha R6, nhưng Suzuki ZX-R600 vẫn là niềm ao ước rất nhiều biker trên toàn thế giới. Vốn là một trong những cái hệ đi đầu làm nên huyền thoại cho Suzuki trước khi xuất hiện cái chiếc ZX-R1000 hiện nay. Tuy đã không ít lần biến đổi và dường như đã bị khai tử, nhưng mẫu xe này vẫn được một số tín đồ rất là vui tin dùng. Cái chiếc ZX-R600 trong clip này được chú ý nhờ một thiết kế mắt phượng rất đẹp, cùng với khối động cơ mạnh mẽ dưới danh của nhà Suzuki. Dễ dàng nhìn thấy cái sự mạnh mẽ đó thay thế full nhiệt áo đúc bằng carbon, bỏ đi những chi tiết không cần thiết như cái đèn pha, chắn bùng, gương chiếu hậu vân, để tạo nên một cái tổng thể mạnh mẽ và tráng lệ. Với những thay đổi đầy lôi cuốn ở phần ngoại hình, cái bản độ hôm nay còn được cung cấp một số bộ tùng nhằm tăng thêm hiệu quả sử dụng như cụm công tắc Slip Rim, cụm đầu tóc Domino, bình dầu CNC, tay thắng Tycon CNC 6 nấc tăng chỉnh. Chân chân được thay đổi mạnh mẽ và giảm trọng lượng chính là nhờ vào hệ thống phanh DRC Bliss ở trước, kết hợp đĩa Rakotec bộ mâm CNC kiểu dáng Nancy kỳ đặc, tạo nên một dáng vẻ vô cùng cứng cáp. Ngoài ra, cái bản độ này còn được có một số lỗi như cái bộ chuyển số nhanh với shifter, bộ đĩa chân CNC, đĩa phanh sau kiểu dáng mới, phát tăng sinh latex và một cái dàn ống xả độ giúp tăng sự quy lực cho các bản dựng hôm nay. Xifter 10 độ hoàn hảo, phong cách i15 ZR Malaysia đầy quyến rũ. Sắc đẹp của con X10 bên dưới đây không chỉ thể phủ nhận được khi chủ xe đã trang bị quá nhiều món đồ chơi đỉnh, kết hợp cùng phong cách dàn áo đậm chất dấu ấn của Malay được order về để làm nó bật con ngựa chiến của mình. Đặc điểm đầu tiên mà mình mê mệt bản độ này là phần đầu xe được cắt gọn nhìn cũng rất ấn tượng, kết hợp cùng với kính hậu zin được mơn xay cũng rất là tiện lợi khi gỡ xe. Cắt gọt thế này sẽ cho chủ xe thêm nhiều không gian hơn để quét ra cái bộ cụm công tắc Domino ở bên trái và cụm máy tiếp ít tích hợp với khả năng là tắt máy nhanh vô cùng tiện lợi cho anh em đậu xe đèn đỏ tắt có thể máy nghỉ ngơi. Ngoài ra trên cái phần đầu còn có thêm một cái chất liệu là mica trong suốt, nó muốn ngộ đồ chơi được kịch độc là không bao giờ là có ở Việt Nam, chủ xe phải order từ Malay. Phía sau cái mặt đồng hồ là Casio với nhiều tính năng hiển thị LCD đi kèm cùng với 7 màu sắc nền cho chủ xe hồ lựa chọn. Trên đầu còn được trang bị cụm thắng của Rainbow AZ19 đảm nhiệm cái chức năng giảm tốc nhanh cho cái phanh đĩa trước. Bên cạnh đó, cái bộ cụm còn cho người dùng khả năng là canh dầu siêu nhanh thông qua cái ốc gió có sẵn trên cụm. Bên cạnh là cụm tăng tốc Domino để cút ngắn hành trình ga cho xe bay nhanh hơn. Tycon TWM đã quá một anh em chơi xe nhiều năm qua, không cần phải giới thiệu quá nhiều. Chân chân trước thấy những góc ảnh quen thuộc khi dòng Hells được bấm mất dầu phong cách CC kết nối với heo dầu DC 1 bit và được minh lệ bằng công nghệ phay CC tạo hình một logo Rainbow ở giữa, sau đó đi xử lý cái màu sắc lại cho giống với Rainbow. Đây là một cái cách chơi vừa có thể tận dụng với heo dầu zin mà không cần phải chế cháo, giá thành cũng rẻ mà rất là mắc. Hệ thống treo sau được ấn định khi trang bị các phục Colin bình dầu rời, cho phép chủ xe chủ động hơn trong việc kiểm soát hành trình hồi trả của phục thông qua hơi nứt chỉnh ở các chân và bình dầu. Với tổng chiều cao là 208mm, cái phục Colin khi vào xe sẽ cho cảm giác là cao hơn 3 phần so với zin, đem lại hành trình tuy dài hơn chỉ được tải rất nhiều hơn. Hệ thống ống xả của xe dụng là cái bộ Uma Racing được cố định vào phần đầu với cái bộ gác chân zin, nhưng được minh lại bằng cách là ốp cặt bọc mờ, tạo ngoại hình 3D tinh tế và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Chân chân được trang bị cái mâm Rizboy cho cái trọng lượng của em nó nhẹ nhàng hơn, gia tăng sức mạnh, ngoại hình cũng đẹp cũng như giúp cho em nó hài hòa hơn. Tổng thể cái dàn áo của xe là sự kết hợp đa dạng nhiều quốc gia, khuôn cái dàn áo và tem zin bao gồm cái dàn sao chính hãng từ i15 ZR của Malay, che trước của X4 1 gầm 4 số, còn lại là những gương mặt
đi kèm như là quét bắt biển Titan, cần số và cái cần thắng đèn của MX Kim Indo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, là chi tiết nhớ like, subscribe.